một không khí trong lành sảng khoái, mà còn sở hữu một viên ngọc sáng rực rỡ giữa trung tâm đảo ngọc với Melbourne Harmony Phú Quốc. Và giờ đây, buổi lễ kết lọc trong một dự án Waver Harmony Phú Quốc xin được phép bắt đầu! Here for Life đó chính là cuộc sống tích cực, mang về những ý nghĩa của ngôi nhà thứ hai để trở về. It's a future that's planned for now. It's going to deliver everything that it promises, and it's going to have this great, rich environment to enjoy. Hy vọng sau lễ ra quân ngày hôm nay, vệ khí của những chiến binh biển cả sẽ còn sục sôi hơn nữa để cùng nhau đưa Melbourne Harmony Phú Quốc chinh phục thị trường. Melbourne Harmony Phú Quốc sẽ không còn là nơi để ghé đến, mà sẽ trở thành một chốn để lui về, để nuôi dưỡng những hạt giống tâm hồn giữa thiên nhiên bao la, tạo nên chất sống mới nơi đảo ngọc Phú Quốc với Melbourne Harmony Phú Quốc.